giới thiệu với các bạn, đây là ngôi nhà ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thành phố Hà Giang. Khải Toàn vừa có một chuyến đi xem phong thủy ở miền Bắc, bao gồm Hà Giang, Điện Biên và Hà Nội. Chuyến đi khá là suôn sẻ. Lịch bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội, từ Hà Nội đón xe lên Hà Giang và từ thành phố Hà Giang đi xe máy lên Lũng Cú, Đồng Văn. Đến nhà nghỉ Ali vào 4 giờ sáng. Vào lúc 7 giờ sáng, nhóm của cô gia chủ đón Khải Toàn từ thành phố Hà Giang chuẩn bị đường lên Lũng Cú. Đây là đường Nguyễn Trãi, đoạn đầu của trung tâm thành phố Hà Giang. Hôm nay 24-25 độ mà thời tiết khá là lạnh, nhiều sương mù. Mọi người đang tìm quán để vào ăn sáng. Cả đoàn ghé vào quán này để ăn sáng, bún bò giò heo. Đây là một điểm check-in nổi tiếng của dân phường, km 0 Hà Giang. Thôi, bạn này sương mù dày đặc. Tầm nhìn xa trên 30m. Sao mọi người không bật đèn à? Một tuần một lần à? Chợ phiên huyện Quảng Bạ một tuần tổ chức một lần. Đây là trên đây là người dân tộc gì ạ? Dân tộc dân tộc Mông này, dân tộc Dao, dân tộc Tày. Nhiều dân tộc. Đây gọi là cổ người Quảng Bạ, cao nhất của huyện Quảng Bạ. Người ta gọi là cổ trời đấy. Cổng trời Quảng Bạ. Ôi, ở đây đông thế. Vâng, đây là điểm dừng chân. Đồng đội của mình đâu? Khải Toàn và đoàn của Khải Toàn đã đến một con đèo ở huyện Dương Minh. Còn khoảng 3 giờ đồng hồ nữa mới đến Lũng Cú. Chúng tôi rời đi sau khi no nê rồi các bạn. Đây là đèo Thẩm Mã, huyện Đồng Văn. Một nơi rất là đẹp, phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Làm rất lâu à, chỉ có một xe máy cắt. Làm cái này lâu lắm, từ năm trước rồi. Thôi, từ năm ngoái. Đây là bà cụ cũ ở đây rồi. Đây là đang làm cái cổng gì đây? Đang làm cổng chào Lũng Cú. Nếu mà ngoài kia đang làm đường, đây đang làm đường. Phải chỉ khoảng năm sau quay lại ra đây để mà. Cột cờ Lũng Cú.
Đây là một điểm nổi tiếng ở Đông Cực Bắc à? Đông Cực Bắc là đâu ạ? Bác cách đây khoảng tầm 5 cây nữa. Rồi, cuối cùng cũng đã tới nơi muốn tới. Đây là ngôi nhà ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thành phố Hà Giang. Ngôi nhà này gia chủ Khải Toàn định cải thiện lại làm homestay. Ngôi làng nhỏ xung quanh ở đây du lịch phát triển khá là tốt. Giới thiệu với các bạn, đây là cà phê Cực Bắc, một quán cà phê khá là yên tĩnh và khá là vắng. Gọi 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 giùm thầy một ly cà phê sữa đá ngọt. Đây là tô mì tôm hai chân. Chào các bạn, đây là Phạm Văn Trường, người ở vùng Hà Giang. Khải Toàn đã mất một thời gian khá dài di chuyển từ máy bay, xe to cho đến xe máy để đến được xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thành phố Hà Giang. Rồi, thế thì được sự trợ duyên của cô gia chủ mời đến đây để xem phong thủy nơi này để làm một cái homestay. Tại vì cái vùng xung quanh nơi này du lịch khá là phát triển, đường xá được nhà nước tiến triển xây lại rất là tiện lợi cho mọi người. Thì ở đây Khải Toàn muốn phỏng vấn anh Trường vài lời để các bạn ở những tỉnh khác có nhu cầu đi du lịch mình có thêm những cái thông tin bổ ích, vì anh Trường là người tại vùng này. Biết theo Khải Toàn được biết thì Trường chuyên giới thiệu khách về những gì ạ? Dạ, vâng, em là chủ yếu là em là dẫn tour, làm hướng dẫn viên ở Hà Giang, người bản địa ở Hà Giang ạ. Vâng. Rồi mình có cung cấp dịch vụ về về xe, vâng. Thuê xe tự lái không? Dạ có, bên em thì có cung cấp một số dịch vụ như là phòng nghỉ, xe vé xe khách, xe máy và xe ô tô, xe khách ô tô du lịch ạ. Rồi, xe ô tô du lịch. Nếu mà xe máy thì thuê thì khoảng bao nhiêu một ngày? Có nhiều phân khúc xe. Thì thấp nhất thì từ 100 cho đến cao nhất là tầm 500 một ngày, do tùy lựa chọn phân khúc xe. 1 đến 500. Dạ vâng. Nếu mà thuê xe ô tô thì có bao gồm có tài xế luôn thì một ngày khoảng bao nhiêu? Một ngày thì khoảng cũng nhiều phân khúc xe, nhiều cỡ xe, như từ tùy theo từ 4 đến 7 và đến 16 chỗ thì khoảng tầm từ 1 triệu 2 cho đến 3 triệu một ngày. Vâng. Từ Hà Nội đến thành phố Hà Giang, các bạn có thể là đi xe giường nằm, có rất là nhiều lựa chọn. Nhưng mà từ thành phố Hà Giang đến đến huyện Đồng Văn, xã Lũng Cú này, chúng ta có thể là đi ô tô rất là dễ xây xe. Đi xe máy dễ hơn nhưng mà ngồi hơi bị ê mông các bạn. Tùy lựa chọn. Thế thì ở cái khu vực xung quanh nơi này, Trường có thể giới thiệu những cái gì mà nó hay cho những cái người đi du lịch tự túc được không ạ? Nơi mình đang đứng ở đây là thôn Nono, thuộc xã Lũng Cú. Thôn Lô Lô. Vâng, thôn Lô Lô thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn.
Đây là một ngôi làng còn giữ được nguyên bản sắc dân tộc Vâng. Như kiến trúc cổ, và Ừ. ở trong ngôi làng này là 100% là người dân tộc Lô Nô sinh sống, Vâng. là nằm ở dưới chân cột cờ Lũng Cú. Cột cờ Lũng Cú là thuộc là cái cột cột, cột mốc ghi địa đầu cực bắc của Tổ quốc ạ, điểm Rồi, cực bắc của Tổ quốc đến cực bắc ạ, của Việt Nam. và đánh dấu ranh giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc và Vâng. vị trí địa lý ạ. Ở ở đây mình đi bộ bao xa qua đến biên giới ạ? Nếu mà đi bộ khoảng tầm mất 20 đến 30 phút là tới ạ. Vâng. Cách đây khoảng khoảng tầm độ 1 cây rưỡi. Nhưng mà ăn an ninh thường chắc khá là nghiêm ngặt ạ. Dạ vâng, an ninh ở đây thì được biên phòng được đảm bảo ạ. Về về an ninh rồi về trật tự an toàn xã hội ở đây thì được các bộ đội và biên phòng rất là gắt gao và khắt khe ở đây ạ. Về về ăn uống thì ở đây mình chuộng những món ăn gì ạ? Dạ, ăn uống ở đây thì chủ đạo đó là về món ăn dân tộc, món ăn đặc trưng của người dân tộc ở đây. Ví dụ như là thịt lợn, thịt heo trong các bếp ấy, lạc sườn, xúc xích được tự làm ấy, chế biến tự Vâng. làm, như cái món mèn mén được làm từ ngô, À, từ mềm bắp, mén rồi. hay là gà. Món gà thì nó gọi là gà đen, gà xương đen, thịt đen ấy, rau cải. Tất cả những món đây là thường là được trồng và chăn nuôi ở đây tại tại Vâng. đây. Cái trẻ em trong vùng của mình có được đi học đầy đủ không? Dạ, đa phần là đã được đi học rồi ạ. Ở đây ở riêng địa bà ở riêng địa điểm này thì là trẻ em đa phần đã được đi học đầy đủ. Còn một phần nhỏ thì là do hoàn cảnh gia đình, do đặc thù gia đình thì phụ huynh không có cho đi. Đấy là một phần rất là nhỏ đấy. Rồi, ok nha. Cảm ơn bạn Trường. Thông tin và số điện thoại của bạn Trường có ở phần thông tin của video này. Các bạn nếu mà muốn đi du lịch tự túc tại Hà Giang thì các bạn có thể nhờ anh Trường cho một số thông tin về kiến thức, hoặc là thuê xe, nhà nghỉ, hoặc là những cái phương tiện khác. Các bạn có thể theo dõi thêm ở phần bên dưới. Cảm ơn Trường. Dạ, cảm ơn. Từ thành phố Hà Giang lên Lũng Cú, huyện Đồng Văn mất khoảng 5 giờ chạy xe máy. Cả nhóm khuyên không nên đi ô tô vì dễ bị say xe. Đi xe máy ngắm phong cảnh rất là đẹp, nhưng ê mông lắm các bạn. Say hi.